Rồi, chào mừng tất cả các anh em yêu thích chăn nuôi gà đến với kênh YouTube của Hải nha. Thì lúc trước có một số anh em ha nhắn tin cho Hải yêu cầu Hải làm một cái video hướng dẫn anh em mình điều trị lát ở trên con gà nha. Thì lúc đó là Hải chưa có điều kiện để làm cho anh em mình nha. Thì mới ngày hôm qua thì có thằng bạn nó giục cho mình con gà bị lát nha, hay là mà nó nói nó điều trị lâu rồi mà không hết nha. Nó điều trị bằng cách nào nha? Thì đầu tiên là nó điều trị bằng cách là nó sử dụng là cái nhớt cũ mà nhớt cũ của xe máy nha, nó quẹt lên nha, nhưng mà thời gian mà nhớt cũ nó hết rồi, chốc hết rồi thì lát lại nổi lên tiếp tục là nó không hết nha. Còn cái thứ hai đó là nó sử dụng ba cái nghệ xài cừ mình quét chân cho con gà đó, nó quét lên mặt mày con gà luôn nha. Nhưng mà nói chung đi, mới quét lên thì đẹp đẽ vậy đó, nhưng mà một hai ngày sau lát nó vẫn nổi lên bình thường. Còn một cái nữa nó sử dụng luôn nha, là nó sử dụng chanh. Thì nó sử dụng chanh là nó chà hoài trên mặt con gà mình ha, là nó nói một ngày nó chà 2-3 lần, nhưng mà ngưng chà thì nó lại nổi lát để tiếp tục nha, và cuối cùng nó chán thì nó không trị nữa nha, và nó giục qua cho mình. Thì sẵn có con gà nên mình đã mua thuốc về điều trị và mình làm cái video này cho anh em luôn nha. Nhưng anh em mình thông cảm là Hải không thể nào quay cái con gà hình ảnh lên con gà lên đây được nha, nhưng mà Hải có cái hình ảnh là cái hai loại thuốc nha. Anh em mình đây, Hải để gì cho anh em mình thấy nha. Đó, anh em mình có thể chụp hình hai cái loại này để đi ra ngoài mình mua nha. Cái này á Hải giới thiệu trước đi. Cái loại này á là mình trị, cái loại này á là trị lan ban cho người nha. Cái này là cồn bogit 3%, nó trị lan ban cho người đó, một cái nha. Cái này là dạng nước nha cả nhà. Còn một dạng này á, gọi người ta gọi là bánh xe lãng tử nè, nó cái loại này nha, trị lát cho người luôn. Hai cái đều mua ở tiệm thuốc tây hết nha. Rồi anh em có nếu mà muốn mua đó, Hãy để hình màn hình vậy nha. Rồi anh em mình chụp cái màn hình này nha, rồi ra ngoài tiệm thuốc tây mà mua là có liền nha, hai loại này. Rồi hai loại này mình kết hợp như thế nào và điều trị như thế nào nha, cho nó hiệu quả nha. Rồi bây giờ trước khi đi vào điều trị á, thì anh em mình tìm hiểu sơ về cái bệnh lát này chút xíu nha. Thì cái bệnh lát này thực chất á, nó là một dạng nấm ở ngoài da thôi nha. Đó, thì con gà mình thường bị lát là lý do là con gà nó có bị lát rồi, mình hai con mình sổ với nhau ha, nó cắn mổ da chạm lẫn nhau. Thì cái con gà mà không có bị lát nha, một vài ngày sau nó mình rửa mặt rửa mày không sạch ha, sau khi sổ á thì nó lại bị lây lát nha. Hoặc là cái con, hoặc là mình làm mình tắm rửa cái con gà bị lát rồi nha, bằng một cái khăn nào đó đi, bây giờ mình sử dụng một cái khăn đó luôn, mình lau chùi cho một con gà khác không bị bệnh lát, thì nó cũng một thời gian sau thì nó cũng bị nổi lát luôn nha anh em. Cho nên anh em cẩn thận cái vụ mà có con gà lát này nha, đừng bao giờ dùng nó đi sổ với những cái con gà khác nha, là nó sẽ lây qua những cái con gà khác nha. Và bệnh lát là thật sự thấy đơn giản, nhưng mà mình không biết cách điều trị thì điều trị rất là khó nha. Đặc biệt là bạn mình điều trị rất là lâu rồi nhưng mà con gà vẫn bị lát bình thường nha. Rồi bây giờ mình đi vô điều trị bệnh lát cho con gà mình nha. Rồi bây giờ thì mình đi vào mình phối hợp hai cái loại thuốc này để mình điều trị cho con gà mình bị lát nha. Bây giờ mình sử dụng hai cái viên thuốc nha. Bây giờ mình sử dụng hai cái viên thuốc này nè. Đó, Hải lấy ra hai viên nha. Hải lấy từ cái dĩ này ra hai viên nha. Mình bẻ làm đôi nha, mình mới bỏ vô đây được nha. Đây là cái chai thuốc nè, đặc biệt là để trị lan ban cho người thôi nha. Còn đây thuốc này á, là bánh xe lãng tử à, để trị lát cho người nha. Lát cái lan ban ở người nha, kết hợp lại để mình trị cái lát cho con gà nha. Đây là những cái viên thuốc là Hải đã bẻ ra rồi nha. Bây giờ mình bỏ vô đây nha, một miếng nè, hai miếng, ba miếng, dùng bốn miếng nha. Đó, bỏ như vậy nha. Đó, anh em mình đậy lại vậy nha. Nói chung đậy lại rồi mình sẽ lắc lên nha, mình sẽ lắc cái chai lên. Nói chung mà là tới khi nào mình thấy là cái thuốc này nó tan vô cái nước này hết nha, nó tan ra hết cái này là ok nha. Còn cái dĩ này á thì anh em á, đây ở đây nó còn được 8 viên nha, 2, 4, 6, 8 viên. Đó, 8 viên anh em mình cho con gà mình uống 8 ngày liên tục cho Hải nha, uống 8 ngày liên tục, một ngày chỉ một viên duy nhất thôi nha. Đó, con gà bị lát nặng cỡ nào nó cũng hết nha. Còn cái chai thuốc này á là nó vừa có cái thuốc lát ở trong này mà có vừa có thuốc lan ban trong này luôn nha. Thì mình để làm sao, cái này là không đặc biệt không cho uống nha anh em. Cái này á là để mình chỉ là để sức ở ngoài da, chỗ nào có bị lát thì anh em mình sức cho nó nha. Còn cái này mới cho uống nha anh em mình, nhớ kỹ cái chỗ này. Hai cái này kết hợp là mi gan vậy, bảo đảm 100% con gà lát cứng đầu cỡ nào cũng hết nha. Nhưng mà trước khi làm anh em mình chú ý dùm Hải cái, đây là một cái bàn chải nha cả nhà, đây cái bàn chải này nói chung là cái đồ dụng cụ cũ của Hải nha. Nói chung là Hải xài hồi ra bàn chải mình sạc chân cho con gà nè. Cái lông này nó hơi cứng nha chứ không phải là mềm nha, mà hơi cứng chút xíu. Đó,
này mình để mình sạc chân con gà mình vô nghệ này kia ha, thì mình cũng cầm cái con gà lên mình tắm rửa sạch sẽ ha. Rồi mình kìm chặt cái đầu nó, nói chung là mình sạc nó ha, mình cầm cái mình kìm cái mồng con gà lại, cái mặt con gà lại, nói chung là mình nhúng nước, cái này mình nhúng nước nè, mình xối nước và rửa cái mặt con gà xong nha. Rồi cái này mình cũng nhúng nước luôn nha, mình nhúng con thau nước luôn, mình chà sạc cho nó sạch, cho nó bong chóc những cái từng mảng mấy cái mà lát ở trên mặt con gà nha, mình sạc cho kỹ cho hãy. Xong bắt đầu mình đi mình lấy cái khăn khô nha, mình lau sạch cho khô ráo hết trên cái mặt con gà. Đặc biệt là anh em phải là mình lau khô nha, nó rồi mình cho nó uống một viên này liền ha. Mỗi buổi sáng là phải cho con gà mình nó uống một viên, nó uống liên tục 8 ngày. Còn cái chai thuốc này á, nói chung lúc trước Hải cũng có điều trị nha, là 8 ngày mình sức cho con gà mình ha, là nó cũng vừa đủ luôn nha. Rồi anh em mình cứ làm như Hải hướng dẫn nha, và Hải bảo đảm rằng 100% là con gà mình sẽ không còn bị lát nữa nha. Rồi Hải chúc tất cả các anh em mình thành công trong cái việc điều trị lát cho con gà nha. Và nội dung video đến đây cũng kết thúc nha. Rồi tạm biệt các nhà mình thôi.